นะคะquay rồi mọi người đến vườn hoa Lo Kèn Châu Thành nhớ ghé xe đá me và nước uống của bà nha. À, bán giá rất là bình dân đó bà. Bà muốn đá me đó bao nhiêu? Đá me bao nhiêu? Đá me 10.000. Thôi bán giá bình dân bà. Mọi người ủng hộ nha, đến vườn hoa Kèn Hậu ủng hộ bà. Bà bán mấy giờ đến mấy giờ? Đó chừng 6 giờ về rồi. À, sáng sáng không? Sáng hay bán không? Sáng là 11 giờ. À, 11 giờ chưa? Ôi, em ơi, em nước em nè. Rồi cho con đi nước em nè.